Em xin chào cả nhà. Hôm nay em làm video mới giới thiệu đến cả nhà một số dòng dendro nắng đang có hoa và nụ hoa để mình có thể trưng trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Cây em hôm nay em giới thiệu đến cả nhà đó là cây rồng vàng. Đây là mặt hoa thực tế của cây rồng vàng đang nở tại vườn của em. Em sẽ quay một số cây có đang có hoa mẫu tại vườn để cho cả nhà mình có thể tham khảo được cái mặt hoa thực tế của cây rồng vàng ở bên ngoài. Ở vườn em thì hiện tại còn một số ít cây là đang có vòi hoa và nụ để cho mình có thể sưu tầm về để chơi Tết. Đối với dòng cây rồng vàng này thì hoa rất là bền, và cái độ xuyên hoa của nó thì cả nhà cũng biết là cây rồng vàng của mình chơi rất là xuyên hoa. Đây là mặt hoa thực tế, màu sắc rất là sáng nha cả nhà. Cây rồng vàng thì một cành hoa nó cho rất là nhiều hoa, tuy là hoa hơi nhỏ nhưng mà mình thấy cái cành hoa nó rất là khít, nên là cành mình thấy cũng cân đối và đẹp. Đây là những cây thực tế đang nở tại vườn. Những cây này thì em sẽ quay mặt hoa mẫu để cho cả nhà mình có thể tham khảo. Còn những cây mà khi cả nhà đặt hàng em gửi đi thì sẽ là những cây đang có nụ chứ không phải là hoa nở như vậy, để cho mình về mình có thể vừa trưng kịp Tết Nguyên Đán. Cây rồng vàng là một dòng dendro nắng xưa của Việt Nam, đã mất giống rất là lâu nay mới có lại. Đối với dòng cây rồng vàng thì mình cũng rất là dễ chăm sóc, vì khi cây đang mang hoa thì vẫn ra cây con bình thường, nên là mình mua một chậu hoa lớn như vậy thì có thể chơi hoa quanh năm được. Vì khi cây đang hoa thì cây con vẫn phát triển, thì sau khi mà cái hoa này tàn thì cái cây con nó đã ra hoa mới rồi, nên là mình sẽ có hoa chơi liên tục quanh năm. Cây rồng vàng hiện thì vườn em đang bán là chậu phi 21. Đối với dòng rồng vàng thì chỉ có một loại chậu thôi, là chậu phi 21, và giá thể đang trồng là bằng thang, nên là mình về mình chơi cũng yên tâm ha. Mình có thể là ghép 2-3 chậu lại với nhau, hoặc là để một chậu rời để mình trưng. Thì độ bền của hoa cây rồng vàng thì rất là lâu, từ khi bắt đầu phát hoa cho đến khi mà hoa bắt đầu tàn á, thì thời gian có thể từ 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, nên là cái thời gian mà mình thưởng thức hoa được rất là dài. Và giá đối với dòng cây rồng vàng thì em có up trực tiếp lên trên màn hình để cho cả nhà mình có thể dễ dàng tham khảo cái giá, cũng như là mình có thể chủ động hơn trong việc chọn hoa. Dịp Tết Nguyên Đán sắp đến mà mình trưng cây này trong nhà thì rất là đẹp ha cả nhà. Màu sắc hoa tươi sáng, cành hoa thì rất là nhiều hoa, và đặc biệt cái tên của nó cũng đem lại nhiều may mắn cho mình khi mà mình trưng cây này trong nhà. Đây là khuôn hoa của cây rồng vàng mới nở, màu sắc rất là đậm. Thì sau khi nở thì khoảng một tuần thì hoa mới lên màu chính của nó, và cái hoa mới giãn căng lớn ra. Thì sau khi hoa nở từ 1 tuần đến 10 ngày thì lúc đó thì mình mới thưởng thức hoa được trọn vẹn. Đối với cách chăm sóc của cây rồng vàng sau khi mình mua về thì cũng rất là đơn giản, vì cây hiện tại là đang trồng giá thể là bằng thang, nên sau khi mình mua về đó, cũng như những cái video trước, em đã hướng dẫn sơ qua cái cách chăm sóc sau khi mà mình mua về, đối với từng loại cây và từng cái loại giá thể. Cây rồng vàng này sau khi mình mua về đó thì mình sẽ khui ra và treo lên, cả nhà lưu ý là mình không tưới nước ha. Sau đó 2 ngày mình mới tưới nước thì cái cây của mình nó sẽ ổn định, và nó không có bị thối nhũng sau khi mà mình nhận cây, mua cây ở trên mạng về. Đây là những cây đang có nụ thực tế tại vườn. Em chỉ quay một số cây mẫu để cho cả nhà mình có thể tham khảo. Khi mà cả nhà đặt hàng thì em sẽ chọn cây thực tế, cây nào đang còn tại vườn. Nếu cả nhà mình có sử dụng Zalo thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ chọn cái cây ngay lúc đó và chụp cho cả nhà, để cho mình có thể chủ động hơn, là mình sẽ thấy được cái cây thực tế của mình đó, là khi mình đặt hàng như thế nào.
và khi mình nhận về thì sẽ nhận cái cây giống y như là trong hình em đã gửi hoặc là trong video clip em đã quay. Nhưng mà cả nhà khi mua hàng bên vườn em thì cũng yên tâm ha, vì khi cây ở trong vườn em xuất ra thì em chỉ chọn những cây đẹp nhất để giao cho khách hàng. Nên về chất lượng cây cũng như là hình ảnh màu sắc thì mình nên yên tâm, cũng yên tâm là vì ở đây em quay toàn bộ là cây thực tế và hình mẫu hoa cũng được chụp tại vườn. Những loại cây nào mà không có hoa tại vườn thì em sẽ nói trực tiếp trên video là hoa mẫu, còn những hoa nào mà đang nở tại vườn thì em sẽ quay trực tiếp lên cho cả nhà xem để mình biết được chính xác là cái cây của mình mua về thì cái mặt hoa của nó sẽ như thế nào. Cây rồng vàng thực tế bên ngoài thì rất là đẹp, cây nằm trong chậu phim mốt cũng rất là nhiều thân. Một chậu thì từ 7 thân trở lên cho đến 8, 9, 10 thân. Mình muốn chọn thân cao thì nó hơi ít thân một chút. Nếu mà thân cao như những cái cây em đang quay á, thì nó khoảng từ 7 thân, 8 thân. Còn những cái cây mà nó hơi lùn một chút á, thì nó có thể là 9, 10 thân trở lên để cho mình có thể dễ dàng lựa chọn. Nhưng mà những cái chậu mà lùm nhiều thân á, thì bây giờ nó chỉ mới vừa đứng ngọn thôi, chưa có nhú vòi. Còn những cái chậu mà thân cao á thì bây giờ đã có vòi hoa rồi, nên em cũng nói sơ qua để cho cả nhà mình có thể chủ động việc chọn cây. Tất cả các cây rồng vàng khi được về vườn của em thì đều đã được chọn lựa kỹ càng, và đặc biệt là khi đóng hàng cho khách thì bên em rất là cẩn thận, nên về hoa hoặc là về cái vòi hoa thì cả nhà cứ yên tâm ha. Ở bên em sẽ đóng hàng cẩn thận để cho mình sau khi nhận cây sẽ nhận được một cái cây giống như ý của mình. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm và theo dõi xem video của em. Để không phụ lòng cả nhà thì trong những cái video tiếp theo em sẽ cố gắng quay thật là đẹp những cái dòng hoa cũng như là những cái mặt hoa mới, những cái cây đang có tại vườn để cho cả nhà mình sưu tầm. Em sẽ chọn những cái cây đẹp nhất để gửi đến khách hàng, mong là khách hàng sẽ được như ý của mình. Em cũng chúc cho cả nhà có một năm mới sắp đến được mọi điều an lành và gia đình mình được yên vui hạnh phúc, mọi điều suôn sẻ. Em xin chào cả nhà và cảm ơn cả nhà. Cả nhà cũng đừng quên là đăng ký theo dõi kênh của em để những video tiếp theo em đăng lên để cho mình có thể tham khảo cũng như là trao đổi với nhau về kinh nghiệm khi mà mình trồng hoa lan. Và em xin chào cả nhà.